877 triệu đô la Mỹ là giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai trong 6 tháng đầu năm 2022. So với cùng kỳ năm trước, con số này giảm tới 26%. Nguyên nhân chính là hoạt động thông quan liên tục bị gián đoạn bởi dịch bệnh. Tỉnh Lào Cai đang quyết liệt nhiều giải pháp để đưa hoạt động xuất nhập khẩu khởi sắc mạnh mẽ trong thời gian tới. Nông sản vốn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Thế nhưng hơn 4 tháng qua, liên tục trái cây tươi của Việt Nam buộc phải tạm dừng thông quan qua đây. Tại Lào Cai, doanh nghiệp và người dân cũng gặp nhiều khó khăn khi quả chuối không thể tìm được đầu ra. Đặc thù quả chuối này thì gần như là 100% chúng tôi xuất khẩu sang Trung Quốc. Thì ở Việt Nam cũng có những nhà máy tiêu thụ quả chuối nhưng mà công suất rất là hạn chế. Như một số nhà máy ở trong Đồng Nai, trong Ninh Bình thì một ngày tiêu thụ khoảng 5 đến 6 tấn chuối quả tươi một ngày nên không thể hết được cái số chuối của bà con nông dân. Ở chiều ngược lại, do thiết bị vật tư một thời gian dài không nhập khẩu được nên khiến nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn. Trước những khó khăn đó, tỉnh Lào Cai đã tích cực hội đàm, trao đổi với phía Trung Quốc tháo gỡ những nút thắt để sớm nối lại hoạt động xuất nhập khẩu. Kết quả, đầu tháng 4, hoạt động xuất nhập khẩu đã được nối lại và đến ngày 27 tháng 6, mặt hàng nông sản đã thông quan thuận lợi qua cửa khẩu Kim Thành. Trong thời gian vừa rồi, thì chúng tôi rất là tích cực đàm phán với hàng khẩu và cụ thể là xây dựng cái vùng xanh, luồng xanh, đặc biệt là trao đổi với hàng khẩu về cái phương án lắp đặt cái phòng xét nghiệm PCR đối với hàng hóa thành thùng xe. Và nếu thực hiện được cái phương án này thì sẽ chắc chắn là cái năng lực thông quan tại cửa khẩu hàng khẩu Lào Cai hàng khẩu sẽ tốt hơn rất là nhiều. Từ trung tuần tháng 6, trung bình mỗi ngày có khoảng trên 200 lượt phương tiện thông quan qua cửa khẩu Kim Thành. Mặc dù con số này chỉ bằng một nửa so với năm trước, nhưng cũng cho thấy tín hiệu tích cực từ kinh tế cửa khẩu. Một điểm sáng có thể thấy là ngày càng có nhiều doanh nghiệp với nhiều mặt hàng mong muốn được thông thương qua cửa khẩu Lào Cai. Chúng ta thực hiện cái việc linh động và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Các mặt cái mặt hàng truyền thống của chúng ta tiếp tục được duy trì tốt như các mặt hàng xuất khẩu food for, xuất khẩu ván bắp, xuất khẩu bột sắn, những cái mặt hàng mà trước đây đã có thời gian tạm dừng như là việc xuất nhập khẩu điện của chúng ta thì từ cái tháng 5 năm 2022 này thì đã các doanh nghiệp đã quay trở lại để mở cái cửa khẩu Lào Cai. Vận hành nghiêm ngặt quy trình phòng dịch đối với người và hàng hóa, đẩy mạnh năng lực thông quan là những nhiệm vụ đặt ra đối với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Kim Thành. Với nhiều giải pháp đang được triển khai, thời gian tới hoạt động xuất nhập khẩu hứa hẹn sẽ có nhiều khởi sắc, góp phần gia tăng giá trị kim ngạch, tăng nguồn thu ngân sách từ kinh tế cửa khẩu.